Luôn là trên luôn nè. Cái này gọi là gì nè? Máy trộn bê tông. Máy trộn bê tông mà trộn như vậy thì sao mà đỡ nổi. Mạnh như vậy. Ui ồ, ui ồ, rung luôn nè. Đổ nè. Mấy em Hưng, em Kiệt, tiện heo đừng học theo Nam nhá. Nam là nho có chú Hà canh chứ không để một mình nào làm cũng sợ cháy nhà lắm.